rất là nguy hiểm, cho nên người ta mới có cái từ gọi là huyết áp thai kỳ. Tức là cái này thì chỉ có bên Tây y, tức là bác sĩ là theo dõi thường xuyên ha, để cho cái huyết áp nó ổn định. Một cái bệnh mà sau khi sanh nó mà sản giật, tức là cái bệnh chứng rất là nguy hiểm đối với phụ nữ mà huyết áp cao, mà mình không có huyết áp cao mà không để ý. Cho nên là cái này là bắt buộc phải phải đi khám thai định kỳ để mà có cái hướng để điều trị. Không phải chỉ có tăng huyết áp không mà đường huyết cũng cao nữa, cho nên tôi gọi là huyết áp thai kỳ ha, rồi là tiểu đường thai kỳ. Hai cái này là hai cái mà chúng ta phải quan tâm đối với chị em phụ nữ khi mang thai. Tăng huyết áp là một bệnh mà phải nói là hiện nay rất nhiều người mắc phải. Trước đây thì người ta thấy với những người mà trên 50 tuổi hoặc là có tuổi thì mới bị tăng huyết áp. Tuy nhiên gần đây người ta thấy với cái người trẻ lại là ví dụ như mới có 40 hoặc là dưới 40 cũng tăng huyết áp và kéo dài suốt mấy chục năm sau. Chưa kể là cái hệ quả của cái tăng huyết áp là làm cho tai biến. Đó là một trong những cái mà người ta rất là ngại. Và người ta thấy rằng trong tổng số 100 người bị tăng huyết áp thì gần như là 30%, tức là khoảng 30 người trong số 100 người đó đi đến cái là tai biến mạch máu não. Giới thiệu ngay với lại tất cả quý vị là cái công ty Nespaco đã có một cái sản phẩm là Afarin. Cái sản phẩm này là cái công dụng chính của nó là ổn định huyết áp. Tôi xin nhắc lại là ổn định huyết áp. Trên cái cơ sở nào? Trên cái cơ sở là hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch. Đó là cái mà đặt ra. Và trong cái đơn của bài này là bài lục bì, tức là cục địa hồi sơn, sơn tù, đền tả, bạch linh. Đơn bì là cái bài thuốc chuẩn, có nghĩa là bài thuốc nền cho cái Afarin này để điều trị là cái tăng huyết áp và đặc biệt là ổn định huyết áp lâu dài. Tóm lại, Afarin của cái công ty Nespaco, thực ra cái bài thuốc này là đã sử dụng hơn 20 năm và cái hiệu quả của nó là giúp cho huyết áp là ổn định lâu dài, chứ không phải là còn uống thì nó còn, nhưng mà khi ta không uống nữa chỉ trong vòng có một tuần thì nó lại tăng lên. Cái điều đó không có đúng.